thể bạn chưa biết, theo thói quen bổ phân thông thường làm thất thoát 40-50% lượng phân bón do bay hơi hoặc rửa trôi vì cây trồng không hấp thụ hết. Làm sao đây? Biết được nỗi lo đó, công ty Đạm Cà Mau đã cho ra đời sản phẩm Đạm N46 Plus trên nền tảng cốt lõi từ ure hạt đục Cà Mau. Đạm N46 Plus giúp tăng lượng đạm hấp thu cho cây trồng lên đến 50%, làm giàu chất dinh dưỡng với khả năng bảo vệ kép, tạo điều kiện để cây trồng tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh. Nhiều lợi ích chỉ trong một lần bón. Áp dụng công nghệ phân giải từ từ vào đất cùng công thức độc quyền của Đạm Cà Mau, Đạm N46 Plus giúp bà con hạn chế chất dinh dưỡng bị rửa trôi, bay hơi, đồng thời lọc các chất độc ra khỏi đất, chống nitrat hóa và tăng cường sự hấp thụ dinh dưỡng cho cây trồng. Đạm N46 Plus được bao bọc bởi hai thành phần NPPT và DCD, mang lại tác dụng bảo vệ kép cho hạt đạm. Sự phân giải đều có kiểm soát của đạm N46 Plus giúp hạt giống nảy mầm nhanh và an toàn. Cây trồng hấp thu tối đa dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho cây trước nhiều loại sâu bệnh, tăng năng suất và khả năng thích ứng với mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. N46 Plus của Đạm Cà Mau mang lại sự giàu có và hạnh phúc. Bảo vệ đất, cây trồng giúp nhà nông phát đạt trúng mùa là sứ mệnh của sản phẩm phân bón N46 Plus thương hiệu Đạm Cà Mau. Đạm Cà Mau, hạt ngọc mùa vàng.